Bonjour tout le monde, xin chào mọi người. Bữa nay mình sẽ làm cháo thịt heo xay với lại cháo huyết thịt heo xay. Aujourd'hui, je vais soupe du riz avec le sang le porc avec la viande hachée du porc. Ici j'ai de l'ail, la sang le porc, vous pouvez trouver dans le magasin asiatique. Et j'ai acheté la viande. Ici j'ai le riz luron et le riz sans gluten normal. Ở đây là gạo nếp, còn đây là gạo bình thường mà không có tinh bột. Et bây giờ bắt đầu bỏ hành vô phi. Je mets les oignons, le gruyère d'abord. Đúng ra là mình phải rang cơm, nhưng mà tại vì mình có cả một chút xíu gạo nếp sẵn, mình cơm cho nó sẵn, cho nên mình không có rang. Normalement, il faut griller du riz avant, mais comme c'est déjà tout prêt, riz lion et riz normal, comme ça, je ne fais pas griller. Pourquoi je fais venir oignon d'abord? Pas mettre de l'ail tout de suite, parce que de l'ail très vite cuit. Mình bỏ hành vô phi trước tại vì hành nó lâu chín hơn, còn tỏi mau khét đúng hơn, chứ không phải chín nữa, mau khét. Je viens enlever de l'huile, mình mới lấy dầu ra. Bây giờ mình bỏ tỏi vô, tại dầu nhiều không có tốt, tại tỏi thì mình đã có bỏ dầu vô rồi, thì thịt thì nó đã có chất mỡ. Pourquoi j'enlève de l'huile parce que dans de l'ail, j'ai mis de l'huile pour garder plus longtemps. Et la viande, c'est gras déjà, pour ça, je ne mets pas beaucoup d'huile. Trop d'huile, ce n'est pas bon pour la santé. Il y a une boîte de saillot, je vais mettre la viande hachée. Je vais faire venir. Une cuillère à café pour le poulet. Một muỗng canh cà phê, bột nêm. Mọi người có thấy không? Thấy chưa, mỡ nó ra nè. J'ai vu le gras. Le gras est sort. Pour ça, je n'ai pas beaucoup de. Bây giờ mình đổ nước vô. Maintenant, je mets de l'eau. Đổ nước vô có khoảng nửa nồi. Mettre de l'eau, moitié casserole. Et maintenant je mets tout le riz. Donc bây giờ mình bỏ gạo nếp với gạo thường vô chung hết. Je mets les gingembre dedans. Mình bỏ gừng vô. Ở nhà mình còn tàu hũ, bữa hôm qua mình mới chiên đó, nên mình cắt nhỏ nhỏ mình bỏ vô. J'ai les tofu que j'ai grillé hier et j'ai coupé le petit morceau comme ça, je vais mettre le dedans. Une cuillère de soupe pour le poulet, muỗng canh bột nêm. C'est le sang, le porc. Oui, je viens de finir cette casserole. Je peux inviter tous les voisins. Nó xong rồi, cháo này chắc mà luôn dòng họ bà con cô bác hàng xóm luôn. Mới đầu nghỉ đâu có nấu nhiều vô, nó càng làm càng quá trời. Trời ơi. Au début, je ne voulais pas faire beaucoup et pour finir, regarde la casserole. Pour finir, il y en a plein. On peut voir celle-là, elle pique beaucoup. Bỏ chút xíu tiêu, tại cái tiêu nhà mình nó cay lắm. Nó cay cay lắm. On peut sen. Bỏ chút xíu muối. Tại vì mình ở nhà mình ít ăn muối lắm. Muối ăn nhiều á, không có tốt đâu.
Nous, à la maison, on mange pas beaucoup ça salé parce que trop salé, c'est pas bon pour la santé. Hành lá, ngò, coriandre si vous voulez. Hop là, vô đây, tout le temps. Bon appétit, chúc mọi người ăn ngon. Ici, j'ai des salades, soja, citron. On peut presser les citrons dedans pour manger et mettre la salade et un peu soja. Là, để mình có giá với salad, ăn chung với cháo, với có chanh nữa. Chúc mọi người ăn ngon, bon appétit.